sau quyết định này thì không cần một cái hướng dẫn nào nữa để triển khai. Tôi nói quyết định như vậy, tất cả biểu mẫu kèm theo kèm theo, không cần phải ra bất cứ một hướng dẫn nào nữa. Còn có trong thì nếu cần thiết hỏi cái gì thì giải đáp pháp luật thôi, chứ không hướng dẫn nữa, không ra văn bản nữa. Tôi nói như vậy để thấy là như vậy. Cái thứ hai là gì? Thời gian thì như các anh các chị đấy, tôi nói thẳng mà giảm đơn một chút, tức là tiết kiệm tối đa thời gian. Như ban nãy tôi nói về ngân hàng chính sách xã hội, từ hơn một tháng, tức là một tháng 10 ngày khoảng thời gian tối đa, nay chỉ còn tối đa là 7 ngày. Hay là cái việc tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí tử tuất từ 25 ngày nay còn chỉ còn 5 ngày. Từ 3 thành phần hồ sơ nay còn duy nhất có 1. Tôi nói như thế để thấy như vậy. Báo cáo các anh chị quyết tâm của chúng tôi như thế. Cũng có nhiều lúc đầu thì anh em cũng lo lắng lắm, liệu có gì để mà, vì nó chưa có tiền lệ, liệu có gì sơ suất không. Chúng tôi cũng thẳng thắn với nhau thế này, cái gì bắt buộc thì làm, cái gì không bắt buộc, thủ tục không bắt buộc, hồ sơ không bắt buộc thì kiên quyết chạy bỏ. Còn trong quá trình làm vừa điều chỉnh và tăng cường cái hậu kiểm, tăng cường giám sát của Mặt trận Tổ quốc và công đoàn cũng như các đoàn thể, và đặc biệt rút kinh nghiệm từ báo cáo 42, chúng ta giải ngân 39.000 tỷ nhưng mà chỉ có 4 đơn vị có trục trặc. Nhưng mà 4 đơn vị này thì phát hiện sớm để ngăn chặn từ đầu, do đó không có cái chuyện lấy được tiền này. Tôi nói như vậy, 14,4 triệu người, chưa có đất nước nào làm được cái này đâu. Nhưng mà chúng ta nói mặc dù cái gói nó chưa thực sự cũng chúng tôi chưa bằng lòng, mà thời gian gấp như thế nhưng mà chúng ta đạt được như vậy. Thế thì gói này có kinh nghiệm hơn là sẽ đề cao cái giám sát.